Bản tin sức khỏe số 7. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn nghe bản tin sức khỏe của Khỏe Tự Nhiên. Và ngay sau đây là những nội dung chính được phát sóng trong chương trình hôm nay. Tại Bình Thuận, 10 người ngộ độc sau khi ăn cá hồng chuối. Dự án thả muỗi ra cộng đồng phòng bệnh sốt xuất huyết. Miền Bắc giao mùa, nhiều trẻ bị bệnh lý về đường hô hấp. Băng ca áp lực âm phục vụ trong dịch bệnh Made in Việt Nam. Bao bì thông minh báo cho người dùng hạn sử dụng của sản phẩm. Dưỡng tâm, điều chỉnh tâm lý, cảm xúc tinh thần như thế nào? Và sau đây là thông tin chi tiết. Tại Bình Thuận, 10 người ngộ độc sau khi ăn cá hồng chuối. Bệnh viện An Phước đã tiếp nhận 10 bệnh nhân trong cùng một gia đình tối hôm 14 tháng 10 vừa rồi trong tình trạng tụt huyết áp và tê môi. Những người này đều có điểm chung là vừa ăn cá hồng chuối. Sau ăn, tất cả đều có biểu hiện đau bụng, nôn và tiêu chảy. Hiện các bệnh nhân đã ổn định về sức khỏe. Đến sáng ngày 15 tháng 10, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Bình Thuận đã lấy mẫu cá còn lại tại gia đình những bệnh nhân này gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và điều tra nguyên nhân của ngộ độc. Thưa quý vị, cá hồng chuối là loài cá sống ở vùng nước sâu, đảo Phú Quý và quần đảo Trường Sa. Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cá hồng đánh bắt ở vùng đảo Phú Quý không có độc tố. Loài cá hồng chuối sống ở Trường Sa có lúc ăn phải các loại tảo độc ở tầng sâu mới dẫn đến nhiễm độc. Dự án thả muỗi ra cộng đồng để phòng bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xác nhận có gần 27.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 tỉnh, thành phố. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có các ca tử vong và một số địa phương khác như Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ và Tây Ninh. Vào cuối năm nay, thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản và phát triển, làm lây lan bệnh nhanh. Các chuyên gia dự báo trong các tuần tới, số ca sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng cao do đúng vào chu kỳ của đỉnh dịch là tháng 10 và tháng 11 và có thể sẽ xảy ra một số ổ dịch. Trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn có khả năng tiếp diễn, nhiều chuyên gia lo ngại tình trạng dịch chồng dịch vì còn nhiều bệnh truyền nhiễm khác như sởi, thủy đậu, tay chân miệng cũng có thể bùng phát mạnh hơn. Và mới đây, thông qua chương trình chống muỗi thế giới WMP, các nhà khoa học từ Đại học Monash của Úc và Indonesia đã thử nghiệm kỹ thuật giúp tiêu diệt virus sốt xuất huyết. Trong thử nghiệm, họ tiêm vào muỗi vằn, loài trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết cho người một loại vi khuẩn có tên là Wolbachia. Vi khuẩn này cản trở khả năng truyền virus của côn trùng, bao gồm sốt xuất huyết mà không ngăn chặn quần thể muỗi hay có ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Những con muỗi này sau đó sẽ được thả ra môi trường ngoài để lây nhiễm vi khuẩn cho quần thể muỗi địa phương. Thử nghiệm do WMP thực hiện có quy mô lớn nhất cho đến nay. Nhóm nghiên cứu tự hào về kết quả thu được, nói rằng việc giảm 77% các ca sốt xuất huyết là đáng kể và quan trọng. Việc thả muỗi trong cộng đồng đòi hỏi sự tin tưởng rất lớn từ phía người dân, đặc biệt là sau nhiều năm vận động nâng cao nhận thức. Còn tại Việt Nam, từ năm 2013, muỗi mang vi khuẩn Wolbachia cũng được thả ở đảo Chí Nguyên, Nha Trang, nằm trong dự án nghiên cứu tiêu diệt mầm bệnh sốt xuất huyết. Vào tháng 6 năm nay, những con muỗi này tiếp tục được thả ra ở 15 phường tại Nha Trang và vẫn đang được nghiên cứu thêm. Trong lúc các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thì đối với bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết thời kỳ đỉnh dịch này, quý vị nên tự chủ động các biện pháp phòng tránh như dọn dẹp sạch sẽ thông thoáng nơi ở, không để nước tồn đọng làm nơi sinh sản của muỗi, nên mắc màn khi đi ngủ, mặc quần áo dài và sáng màu sẽ hạn chế được muỗi chích. Chúng ta cùng chuyển qua một tin tức khác. Miền Bắc giao mùa, nhiều trẻ bị bệnh lý đường hô hấp. Trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương có 155 giường bệnh, cả tháng nay luôn chật kín. Nhiều bé mắc virus hợp bào, suy hô hấp rất nguy hiểm. Tình trạng này diễn ra từ thời điểm giao mùa, trong khi bình thường trung tâm điều trị khoảng 100 bệnh nhi. Hiện mỗi ngày bệnh viện phải luân chuyển từ 25 đến 30 trẻ đã đỡ bệnh về tuyến dưới để điều trị, giảm tải và tiếp nhận thêm các bệnh nhi nặng mới. Phó giáo sư Lê Thị Hồng Hanh, giám đốc trung tâm hô hấp cho biết, hầu hết bệnh nhi có độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 15 tuổi, điều trị viêm tiểu phế quản, viêm phổi, ngoài ra còn các bệnh lý chuyên sâu như tràn dịch màng phổi, dị dạng đường thở. Trong đó, viêm phổi nặng kèm suy hô hấp hầu hết là ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Những trẻ có bệnh nền nặng như tim bẩm sinh, loạn sản phổi, đẻ non, suy dinh dưỡng, v.v. thì yếu tố nguy cơ diễn biến nặng hơn và phải nằm viện lâu hơn. Cũng theo bác sĩ Hành, có rất nhiều căn nguyên gây viêm đường hô hấp do vi khuẩn hoặc do virus. Thời tiết giao mùa làm cho virus sinh sôi nảy nở trong môi trường mạnh hơn, đặc biệt là virus hợp bào hô hấp gây bệnh lý hô hấp cho trẻ, nhất là ở trẻ dưới 2 tuổi. Virus hợp bào hô hấp lây lan qua không khí, qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus. Triệu chứng gồm có sổ mũi, thở khò khè, thở nhanh, khó thở, ho và sốt. Nếu nhiễm virus hợp bào hô hấp, bệnh thường nặng hơn, dễ bị suy hô hấp, bệnh sẽ kéo dài và hay tái phát. Vậy để phòng bệnh hô hấp lúc chuyển mùa, cha mẹ hãy chú ý. Giữ ấm, đặc biệt chú ý phần cổ và bàn chân của trẻ. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, sử dụng chế độ điều hòa phù hợp. Chú trọng vệ sinh mũi, họng hàng ngày, súc miệng nước muối 2 lần vào sáng và tối. Nếu trẻ đã biết cách súc họng được thì rất tốt. Cho trẻ ăn đủ chất, thêm trái cây để có đủ lượng vi chất cần thiết tạo kháng thể. Khi trẻ có dấu hiệu như khó thở, sốt cao, khó giảm, ho nhiều hơn, cần đi khám để điều trị và không tự ý dùng thuốc. Băng ca áp lực âm phục vụ cho mùa dịch Made in Vietnam. Đây là loại thiết bị phục vụ vận chuyển người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc cấp cứu trong thời kỳ dịch bệnh. Hai chiếc băng ca áp lực âm do Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu và chế tạo được trao cho hai bệnh viện là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai vào sáng ngày 14 tháng 10 vừa rồi. Đây là một trong 4 sáng kiến của Việt Nam vượt qua gần 2.000 dự án từ 79 quốc gia, nhận được tài trợ 1 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó COVID-19 thuộc Tổ chức Đại học Pháp ngữ. Khác với băng ca thông thường thì băng ca áp lực âm có buồng ngăn giữa bệnh nhân và môi trường bên ngoài. Bên trong buồng ngăn có quạt cao tốc hút khí vào để lấy oxy cho người bệnh và dẫn không khí từ bên trong đi qua màng, lọc virus, thả không khí sạch ra bên ngoài. Trên băng ca và buồng cách ly có các túi, giá để đựng bình oxy, móc treo chai dịch truyền và túi đựng nước tiểu. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chiếc băng ca có thể đáp ứng tiêu chí hạn chế dịch bệnh ở mức độ tối đa, bảo vệ tốt nhất cho nhân viên y tế và sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ chống dịch. Bao bì thông minh báo cho người dùng hạn sử dụng của sản phẩm. Tiến sĩ Linofa Sharif thuộc Viện Công nghệ Lausen ở Thụy Sĩ công bố nghiên cứu ra loại bao bì có cảm biến từ các ống carbon siêu nhỏ có khả năng nhận biết các dấu hiệu thực phẩm bị hỏng theo thời gian thực. Cảm biến này hoạt động bằng cách đo nồng độ pH của thực phẩm để cảnh báo mức độ phân hủy. Thực phẩm an toàn để sử dụng có độ pH là 7. Nếu độ pH này thay đổi, cảm biến sẽ cảnh báo. Dự án được chọn là một phần của sáng kiến lương thực tương lai và đang chờ xây dựng phòng thí nghiệm cho giai đoạn đầu tiên. Còn tại khoa hóa học của Đại học Basel Thụy Sĩ thì hai vị giáo sư là Corenia Palivan và Osana Fischer cũng đã phát triển các bề mặt thủy tinh nhỏ, tích hợp trên đó những viên nang hình con nhộng siêu nhỏ với đường kính chỉ khoảng 100 nanomet. Trên nhãn dán hình vuông kích thước 0,5cm chứa một số hợp chất nhằm phát hiện sự thay đổi của thực phẩm. Những viên nang này hoạt động như tín hiệu đèn giao thông. Khi nhãn dán này có màu xanh, nghĩa là thực phẩm bên trong chưa hỏng, và nếu ngược lại thì nhãn dán chuyển màu đỏ. Bà Karin Spori, giám đốc điều hành Foodway, một tổ chức phi lợi nhuận tại Thụy Sĩ, tin rằng các nhà sản xuất có thể sẽ áp dụng các công nghệ trên nếu chính quyền yêu cầu. Tuy nhiên, bà chia sẻ, bao bì thông minh sẽ không giúp chúng ta trở nên thông minh hơn nếu chúng ta không biết cách sắp xếp thực phẩm cho hợp lý. Vâng, đúng là những sáng kiến thông minh để đảm bảo thực phẩm cho chúng ta, phải không quý vị? Nhưng không vì thế mà chúng ta tích trữ đồ ăn quá nhiều và để lâu quý vị nhé. Giờ đây, nhiều người muốn trở về vùng quê, nơi có thể được ra vườn để hái rau xanh, củ quả tươi về chế biến. Đó vẫn là tốt nhất. Nhưng với những người không có thời gian hoặc không có đất trồng thì điều đó thật là xa xỉ. Dưỡng tâm, điều chỉnh tâm lý, cảm xúc tinh thần như thế nào? Kính thưa quý vị, có những điều trong cuộc sống là không như mong muốn. Nó có thể làm cho chúng ta lo lắng, băn khoăn, nóng giận, vui quá hay buồn rầu quá. Từ đó làm tổn thương cơ thể mà sinh ra nhiều loại bệnh tật khác nhau. Có câu, tâm lý một khi bị tổn thương, bách bệnh cùng tìm đến. Đặc biệt là ngày nay, bệnh trầm cảm đang càng ngày càng trẻ hóa. Ở các sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và học sinh trung học đều có.
Nếu như chúng ta muốn vô bệnh, vô nạn, vô khổ thì cần tự mình điều chỉnh. Vậy tự mình điều chỉnh cái gì? Khỏe tự nhiên xin phép được tiết lộ cho quý vị, đó là điều tiết tình trí. Trong lý luận của Đông y, thất tình gồm có 7 loại tình trí là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Có quan hệ mật thiết với ngũ tạng, gồm có tâm, can, tỳ, phế, thận. Theo đó thì hỷ là vui liên quan đến tâm, nộ là giận và kinh là kinh sợ liên quan đến can, ưu là lo lắng và bi là buồn liên quan đến phế, tư là suy nghĩ liên quan đến tỳ và khủng là sợ hãi liên quan đến thận. Vì thế, nếu tình trí mỗi loại mà thái quá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng ngũ tạng trong cơ thể của chúng ta. Thất tình nghĩa là 7 loại cảm xúc của nhân sinh. Khi sinh mang theo đến, nó đang yên lành cũng có thể máy động, chạm tới là bộc phát. Tuy nhiên, nếu con người có thể khống chế nó, không loạn tưởng và có thể tiết chế thì tận hưởng niềm vui và sống lâu bền hơn. Trong tất cả các tạng trong Đông y thì tạng tâm đóng vai trò là quân chủ, thống soái tinh thần, tình trí, ý thức. Do đó, nếu tâm bị tổn thương thì ngũ tạng lục phủ của người ta cũng đều bị ảnh hưởng rồi sinh bệnh. Vậy điều tiết tình trí chính là để thất tình trong sự kiểm soát của bản thân, do tâm kiểm soát, không để nó gây bệnh mà tổn thương đến sinh mạng. Suy nghĩ của mỗi người, những phiền não không lúc nào là không tồn tại. Vậy thì chúng ta cần làm gì nếu như mọi chuyện không như ý ập đến? Có một số phương pháp dưới đây, kính mời quý vị cùng tham khảo. 1. Tránh xa các dục vọng, cờ bạc và chất kích thích. Càng không được dùng rượu để giải sầu, TV, điện thoại làm tổn thương con người thì nên hạn chế. Cần tu dưỡng bản thân như đọc sách, học vẽ tranh để tĩnh tâm. 2. Lợi dụng phương pháp ngũ hành sinh khắc chế hóa của Đông y để di dời cảm xúc, trừ phiền, trị bệnh, dưỡng sinh. Ví dụ như lấy hoan hỷ, vui vẻ để chiến thắng lo âu, lấy tư, trầm tĩnh, suy nghĩ mà thắng khủng, thắng nộ, thắng bi. 3. Gặp bất cứ việc gì, hãy cứ nhẫn trước tiên. Nhẫn là sức mạnh của con người, là cái gốc của người quân tử. Người nhân từ sẽ nhẫn được những thứ người khác khó nhẫn. Người trí huệ sẽ nhẫn được những điều mà người khác không nhẫn. Từ đó mà có thể giải hóa ưu sầu, tư lự, phẫn nộ. Thất tình của con người, trong đó có nộ, là giận dữ, rất khó kiềm chế. Có người vì thế mà có thể phẫn uất, thổ huyết rồi lâm bệnh nặng. Vậy thì thuốc để kiềm chế nộ thì chỉ có nhẫn là diệu dược mà thôi. 4. Lấy thiện làm điều hạnh phúc nhất. Cần tâm hồn thiện niệm, lấy thiện niệm để thanh tâm, bình khí để hóa giải phiền não. Và điều quan trọng nhất là vì chân lý chính nghĩa, cần nghĩ cho người khác trước tiên, không bao giờ được đặt mình lên trước. Cần đặt vị trí của mình vào vị trí của người mà có những cư xử phù hợp. Luôn không nóng vội, không giận dữ và không lo lắng. Và điều tiết tình trí, Nho gia gọi là hàm dưỡng công phu. Trong thư kinh có viết, tất hữu dung, đức quả lớn, tất hữu nhẫn, quả thành công, khí hào kiệt dưỡng thân. Nghĩa là làm người nhất định phải khoan dung, đức mới lớn, nhất định phải nhẫn mới thành công, khí phách hào kiệt dưỡng thân thể. Kính thưa quý vị, khi không ốm đau thì chúng ta nên giữ tâm khí nhẹ nhàng, tĩnh lặng, giữ tinh thần hướng nội, đối xử với thế nhân. Khi ốm đau, cần bình tĩnh, thuận theo sự biến đổi, giữ khí bình hòa và an dưỡng tinh thần. Không bệnh thì lạc quan, chính là thần dược để phòng bệnh. Còn nếu có bệnh thì lại cần vui vẻ, vì đó chính là phương thuốc tốt nhất, không bao giờ lỗi thời. Và để chăm sóc sức khỏe cho quý vị được tốt hơn, Khỏe Tự Nhiên có số điện thoại đường dây nóng. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi điện tới số 0962 940 455 và 0911 337 155. Thời gian gọi điện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau đó, các chuyên viên sẽ tiếp nhận câu hỏi và sớm gửi lại phản hồi từ các bác sĩ, chuyên gia của chúng tôi. Nguyên Ngọc kính chúc quý vị luôn luôn giữ được tâm thái lạc quan, vui vẻ, hài hòa, không cần đi đâu xa. Lạc quan sống chính là liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta. Kính chúc sức khỏe cho tất cả quý vị. Và chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm, theo dõi. Và nếu yêu mến chương trình, hãy đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.